Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư của các công dân xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, đơn thư công dân Đinh Văn Đạc, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu. Cuối chương trình là thông báo chuyển đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Trần Văn Tình, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, gửi đơn phản ánh về việc trường mầm non xã Thủ Sĩ thu tiền tài liệu và đồ dùng học sinh với giá trị cao hơn thực tế. Phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình đã đi xác minh sự việc và có phản ánh sau. Tiếp và làm việc với phóng viên có bà Đoàn Thị Hà, hiệu trưởng, và Lương Thị Ánh Nguyệt, phó hiệu trưởng trường mầm non Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, và bà Lê Thị Lệ Thu, đại diện phụ huynh của trường. Trong quá trình làm việc, ban giám hiệu nhà trường cho biết nội dung đơn thư đã gửi đến rất nhiều cơ quan đơn vị và người viết đơn thư có tên là Trần Văn Tình. Nhưng khi các cơ quan đi xác minh thì xác định đây là đơn thư mạo danh. Công an về làm việc với nhà trường thì nhà trường nằm biết được là đồng chí hiệu trưởng là có một cái đơn thư nặc danh tố cáo đồng chí về cái việc mua sắm đồ dùng tài liệu sách vở cho các cháu là không đúng với lại cái số tiền thu. Thì sau khi làm việc với lại cơ quan công an thì nhà trường đã được biết là cái đơn thư nặc đấy là đơn thư nặc danh, bởi vì là theo như sự điều tra của bên công an thì phụ huynh đấy là phụ huynh chưa hề lập gia đình, thế nên là không có con học của ở trường mầm non Thủ Sĩ chúng tôi. Mặc dù là đơn thư mạo danh, song với những nội dung phản ánh là nhà trường đã mua tài liệu đồ dùng học tập cho các cháu với giá cao để thu lợi, thì ban giám hiệu trường mầm non xã Thủ Sĩ và đại diện hội phụ huynh nhà trường sẵn sàng cung cấp thông tin hợp đồng hóa đơn mua bán cho phóng viên, vì việc mua bán này đều công khai và không có vấn đề gì khuất tất. Sau khi nhận được cái công văn số 250 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tiên Lữ về việc triển khai sách ấn phẩm đồ dùng cho giáo dục mầm non năm học 2023-2024 ngày 9 tháng 8 năm 2023 thì nhà trường đã triển khai tại cuộc họp hội đồng sư phạm của nhà trường để các cô giáo lựa chọn các cái đầu sách phù hợp với độ tuổi. Mức tiền thu là 300.000 đối với lại các cháu ở độ tuổi 3 tuổi, 4 tuổi. Còn đối với lại cái độ tuổi 5 tuổi thì là cái mức thu là 350.000. Còn đối với các cháu ở độ tuổi nhà trẻ là 250.000. Trong năm học 2023-2024 này thì ban đại diện phụ huynh học sinh là cũng triển khai là mua sắm đồ dùng tài liệu sách vở này bằng với các năm học trước. Chúng tôi khẳng định là cái số tiền mà chúng tôi, ban đại diện chúng tôi đại diện đứng lên để mua cho các con là trùng khớp với cả số tiền mà chúng tôi thu và cũng không có gì thay đổi so với cả mọi năm. Khảo sát thực tế tại các lớp học, đồ dùng học tập cũng như đồ chơi cho các cháu học sinh mầm non là rất cần thiết, bởi các cháu đến lớp, việc học và chơi luôn được song hành. Từng phụ huynh một mà mua cho các cháu thì thật sự là có cái thì cháu lại có nhưng các cháu khác lại không có. Bố mẹ mua không đồng nhất nên là cái việc dạy là không thể dạy được. Ban đại diện phụ huynh đã đứng lên đại diện cho các bậc phụ huynh của các lớp mua cho các cháu đúng chương trình của Bộ Giáo dục. Nên là tôi thấy như thế là hợp lý ạ. Như vậy, đây không phải là năm đầu tiên trường mầm non Thủ Sĩ mua tài liệu đồ dùng học tập cho các cháu học trong trường và mức giá tiền năm nay cũng như những năm trước. Thưa quý vị và các bạn, ban biên tập hộp thư bạn xem truyền hình có nhận được đơn thư của công dân Đinh Văn Đạc, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tố cáo Ủy ban nhân dân xã Phùng Hưng và ông Đỗ Văn Điệp, nhà thầu làm đoạn đường từ sông Từ Hồ Sai Thị đi vào nghĩa trang thôn Kim Quan có thiết kế nhưng nhà thầu bỏ qua nhiều hạng mục. Sau khi nhận được ý kiến của công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư đã liên hệ với ông Vương Văn Thanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phùng Hưng và được biết. Ngày 30 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phùng Hưng đã có biên bản làm việc với đại diện chính quyền địa phương và đơn vị thi công thống nhất việc thực hiện nâng cấp đường nội đồng thôn Kim Quan. Trong buổi làm việc, ông Đạc có ý kiến làm lại bờ kè và phên cọc. Ông Điệp, đại diện đơn vị thi công, tiếp thu ý kiến và khắc phục một số hạng mục công trình. Ngày 17 tháng 11 năm 2023, ban biên tập hộp thư đã nhận đơn đề nghị của ông Đinh Văn Đạc. Nội dung đơn viết:
qua đấu tranh làm đơn tố cáo, nhà thầu đã nhận thiếu sót và đổ bù cho thôn khoảng 30 mét vuông bê tông dày 15 cm và làm bản cam kết múc hết cát bẩn, đóng cọc tre và làm phên lại. Đơn thư của ông Đạt viết đơn xin rút lại đơn tố cáo để nhà thầu sửa chữa và khắc phục. Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có phiếu chuyển đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử. Đơn thư công dân Nguyễn Hữu Chính, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ chuyển đến Công an tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Trần Ngọc Lập, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Trần Văn Đặng, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Như Anh, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Đức Thủy, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Đặng Xuân Mạnh, tổ dân phố Văn Nhuế, Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Tạ Thị Thủy, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi chuyển đến Ủy ban nhân dân thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Trịnh Thị Nhương, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Vũ Mạnh Giáp, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Hằng Hải, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Ngô Thị Di, xã Hồng An, huyện Kim Động chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Hồng An, huyện Kim Động. Đơn thư công dân Vũ Thị Thúy Đạc, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ chuyển đến Ủy ban nhân dân xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Lâm Văn Sản, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đơn thư công dân Bùi Bá Linh, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Long, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, với chức năng là cầu nối thông tin từ cơ quan chức năng và công dân, sau khi nhận được đơn thư công dân, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ xem xét nội dung và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Thưa quý vị, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin, phản ánh, gọi điện đến số máy 0989 209 326. Và cũng lưu ý với công dân khi gửi đơn đến Ban biên tập hộp thư cũng ghi rõ số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ. Và chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.